Chị Hai Lan là chị của Mỹ. Ờ. Dượng Hai người ở Cần Thơ đó. Dượng Hai, ờ. Ổng ở San Jose, ổng mất rồi. Tuần rồi tôi đi lên trển tôi quay đám tang ổng nè. Ồ, Dượng Hai nhớ nhớ chứ. Ổng cao lắm. Dạ, ổng cao lớn người, đúng đúng. Rồi bữa đó vì Mỹ ở bển gọi qua nói chuyện cũng lâu. Ồ, lúc tới San Jose. Ừ. Tôi tính bữa nào. Ừ, có này chờ có da có thịt. Nếu mà còn trẻ trẻ chút tưởng ta tưởng có bầu á, bụng bự. Ăn quá trời luôn. À, biết sao nó nhức cái đầu gối. Là phải uống thuốc. Uống thuốc đau nhất. Nghĩa là bụng thịt nó đói bụng, nó bụng thì phải ăn. Bây giờ mới chết đó chứ. Nhức cái đầu gối nè. Mới tôi nghĩ 2 tháng nữa thôi. Ông Minh bạn nhậu đây nào chỗ sân tennis cái nhà chồng giữa mà bìa đằng kia. Đó, nhà chồng giữa đó. Nhà bìa. Đi bên dạ, bên dạ, hả? Ổng đi quánh bài ở trên sòng bài á, rồi ổng xỉu rồi chở vô bệnh viện gần đó. Về vậy đó. Mà đâu phải lần này lần thứ nhất, lần thứ ba, thứ tư vậy đó. Sao ổng xỉu vậy? Sao? Thì ổng bị sưng chân gì đó, bệnh gì đó, già rồi, ổng 70 tuổi rồi, bạn nhậu. 70 mấy hả? Thì ổng là bạn với cậu Tài. Ừ, vậy hả? Ừ. Bây giờ cậu Tài đang đợi tôi ở ngoài phở hai tô á. Gì đó. Cốc này phở thì hai tô là ngoài kia đó nè, cái chỗ tượng đài á. Từ lúc Hải mất tới giờ là tôi đi với cậu Tài thường. Bữa 2 tuần trước con Diễm em Hải nó có qua đây. Diễm không kêu tôi. Rồi qua đầu tôi chỉ gặp nó được có chút xíu. Trời ơi, chị em vậy kiểu ra chết rồi. Nó đi qua, nó đi Las Vegas. Chở con nó đi, coi như hai chồng ba đứa con. Thì Las Vegas xong rồi nó mướn xe nó mới đi, coi như nó đi vòng. Rồi về đây nó chở con nó đi hôn. Trời ơi. Tôi thấy bà đi xe mới tôi cũng mừng. biết sao tôi mừng không? Sao? Không có sao hả? Đi làm không sao hả? Đi làm không sao để khỏi mà kêu tôi 1-2 giờ khuya. Mà cái chiếc xe đó đó ha, hồi lúc bán là chạy được 3 năm 3 tháng. Bán được 13.500. Cái chiếc xe đụng đem lại điện sửa ra ha. Ok. 13.500, bảo hiểm nó thường có thêm được 12.000 nữa. Đã. Là 25.500. Vậy là có lãi rồi. Thì giờ lúc mua đó 19.500. Thì lúc chỗ kia đó là con Mỹ Liên nó có cho chị Trinh được 500. Con Mỹ Liên là con của ông Diễm Trung Tất Lịch cái gì đó, bà con bên chị Trinh mà. Thì má ông Lịch Hải Quân á, ông chết rồi bây giờ. Bà mới chết nữa nè. Mới chết 1-2 tuần nay. Đó, coi như là xong rồi đó. Coi như chị Trinh nhớ nó cái tóc già nó chết rồi, bây giờ còn tới cái tóc mình. Cái xe này đẹp ha, gọn ha. Đẹp với cái màu đẹp. Màu đẹp. Mới đó ông thêm 1.500 nữa đó. Tôi chạy xe là không chạy thôi là chạy là phải. Ngon ha. Cuối tuần thì nguyên về đi như hôm qua. Tôi giờ tôi không khoái xe cộ hết á, ai chở tôi đi chứ cực chẳng đã. Không, tôi đi làm tôi đi chở tôi phải lái chứ. Rồi thôi, bye. Vậy đó hả? Trời ơi lâu ngày quá. Tôi đi xuống với Monterey Park nhà anh Trinh với tôi ở chứ tôi không ở nhà này. Khỏi vậy tốt, ok rồi. Trinh nó sửa nhà dưới, okay. Sửa nhà đẹp lắm rồi em đi. Dọn xuống nhà để nguyên rồi. Rồi, bye. Bye.